Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con Quỳ Ngọc con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính chào tất cả quý đạo hữu và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ thưa, nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tắt bạch xin giới. Nam mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Tatiyam bhimayam phante tisajjane nasahatthangasamman nagatang upposatthang yacchama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đang chánh biến tri. Buddhang Salam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam Bhuthang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam Bhuthang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi thammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Dutiyambi sanggahang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyambi sanggahang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi buddhahang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhahang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sanggahang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi sanggahang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vechamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacchariya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya vechamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachappama dathana vechamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me shayama chappama dathana vechamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala pūjana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikala pūjana vechamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca gita vaditta visu kadasana mala
gần thay vì thế bất thà ra nằm mạnh đó là vì phụ sẽ là thà na về ra mà nì sẽ khá bà đăng sắp mà đi già mị đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nakchagi tawa di tawisu kadasana ma la gan tawi le panatha jana man dana wifu sanatana we chamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Okya sina maha sijana ve ramani sikha badang sama diyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana ve chamani sikha padang sama diyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhapan nyatang upo satang imang jaratin imang jadiwasang samadhi wa afirakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padane obosasi varasena iman jaratan iman chidivasang sa tukang katawa. Appamadena sammarakitappang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên với vui. Amaphanti, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlena sugataṃ yanti, sīlena phoga sambhadā, sīlena nipotaṃ yanti, tasmā sīlaṃ visodhāye. Các người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dung. Avatu sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha nu bhavena sada sati bhavantu te
Bhagavato sabba mangalang rakham tu sabba de vata sabba nahamma anupavena sada sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalang rakham tu sabba de vata sabba sangha anupavena sada sati bhavantu te Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú kính cảm ơn sức vị học. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính tri ân sư và theo con biết được tín hiệu. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình Tăng Pháp. Dạ, con xin sám hối, con bị phân tâm, dạ con. Con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân. Thường tọa Minh Hạnh đã thay mặt chư tôn đức tăng, truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng họ trì quy giới. Dạ, hôm nay là Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, những khó khăn của người học Thắng Pháp, đồng giảng sư, ngài Tề Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày họp chương trình ngày hôm nay. Con kính nhân bích đến sư ạ. À, xin hỏi quý Phật tử có còn nghe chúng tôi nói được không? Chúng tôi mới bị giam lỏng được truyền chút. Dạ vâng. À, thưa quý vị,
Trong thời gian qua chúng tôi nhận một số cái email và những tin nhắn quý vị nêu lên số vấn đề. Có khi thì chúng tôi trả lời ngắn gọn, bởi vì thời giờ cũng không cho phép, nhất là trong các buổi học chúng tôi không có nhiều thời giờ trình bày. Nhưng chúng tôi gom chung chung lại những điều đã trình bày để có ý định rằng có một ngày nào đó chúng tôi sẽ dành trọn một cái buổi học trả lời chung cho những câu hỏi quý vị. Và ngày hôm nay là ngày mà chúng tôi lựa chọn để làm công việc này. Thứ nhất là xuyên suốt trong thời gian vừa qua, quý Phật tử thường có ý kiến với chúng tôi rằng Thắng Thoát Abhidhamma không biết có phải là lời dạy chánh thống của Đức Phật hay không. Nhưng mà nhiều vị sư và nhiều người nói rằng Thắng Thoát Abhidhamma dạy những điều mà tương đối rất là khác biệt đối với kinh tạng. Chúng ta gọi là những cái khái niệm xa lạ. Thì như chúng ta có trình bày nhiều lần với quý Phật tử ở bên ngoài lớp Thắng Pháp và như trong lớp Thắng Pháp này. Thưa quý vị, thế giới của Phật học đó, nó cũng giống như là một cái thế giới học thuật ở bên ngoài. Khi mà chúng ta học ở bên ngoài thì có những cái môn học mà mình rất thích thú, cứ làm quen. Và có những cái môn học mà tương đối là rất xa lạ và nhiều người không có thoải mái về cách học này. Lấy một cái thí dụ là trong cái nền văn hóa Phật giáo Việt Nam thì ảnh hưởng phần lớn là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa thì thường là quan trọng về những cái hệ tư tưởng, ví dụ như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm hay là Pháp Vũ Đàn Kinh, thường là những cái suy tư nó mang tới cái tư duy về triết học, về lý luận. Đó là cái đặc sắc của Phật giáo Đại Thừa. Nên chi thỉnh thoảng chúng tôi có gặp một số quý thầy, một số Phật tử vì cảm thấy hơi xa lạ với một cái khái niệm về cái gọi là pháp số. Và pháp số tức là pháp một chi, pháp hai chi, pháp ba chi, vân vân. Mặc dù ở trong hệ chữ Hán thì có cái bộ kinh gọi là Tăng Nhất A Hàm. Tăng Nhất A Hàm tức là cũng giống như là Tăng Chi Bộ Kinh ở trong Tông Tạng Pali. Nhưng mà nếu quý vị nghe Chư Tăng Bát Tông giảng đó thì ít khi nào mà đặt nặng về pháp số. Tại quý vị thấy rằng pháp số là số đóng khung. Ví dụ như pháp có hai chi, pháp ba chi, bốn chi, năm chi, sáu chi, bảy chi. Vị nào mà học về có đọc về Kho Tàng Pháp Bảo Người Bụi Trơn hay là Kho Tàng Pháp Học của Thượng Tọa Từ Siêu soạn đó thì sẽ thấy những pháp như vậy, hay là chúng ta học qua Tăng Chi Bộ Kinh. Thì thật ra ban đầu nghe đến pháp số mình nghe cũng xa lạ đó. Nhưng mà đọc lâu thì mình cảm thấy rất là lợi ích. Tại sao lợi ích? Là bởi vì nếu mình nói chung chung mình nói rằng đối với Bậc Thánh thì các ngài nhìn cái tài sản nó khác hơn người phàm nhân. Người phàm nhân thì lấy nhà cửa trâu bò làm tài sản, như Bậc Thánh lấy thiện pháp làm tài sản. Thì mình nghe như vậy thì cũng không phải là sai.
Nhưng mà nếu chúng ta có học về thất thánh sản, tức là bảy tài sản của bậc thánh, thì làm gì chúng ta nhớ ở trong cái thế giới của Anh ngữ thì có cái tạp chí mà rất là nổi tiếng hồi xưa, bây giờ thì họ không còn quan trọng như ngày xưa nữa, nhưng mà nó cũng còn. Đó là từ Reader's Digest. Tờ báo này hồi chúng tôi mới học cho Anh, tôi rất là thích đọc. Và họ cũng theo cái cách đó, thay vì họ nói là những nguyên tắc của người lãnh đạo, thì họ nói là có 5 nguyên tắc người lãnh đạo phải nhớ, hay là có 7 điều mà người vợ và người chồng cần biết về nhau. Thì những con số 5 điều, 7 điều nó mang cái tính cách đơn cử, mà do cái sự đơn cử này đó nó làm cho chúng ta dễ nhớ. Và dĩ nhiên là những con số trong đạo Phật, những con số đạo Phật là con số do một vị chánh đẳng chánh giác, vị giác ngộ đó, khi ngài nói đó, thường là nó không có thừa, không có thiếu. Ví dụ như ngài dạy về tứ diệu đế, nó về thích giác di, nó về bát chánh đạo, và những con số đó nó là những con số có và đủ, và đôi khi chúng ta không thêm được, không bớt được. Ví dụ mình nói là khổ, khổ tập, rồi diệt, rồi đạo đế, và khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì thật ra chúng ta không thêm được, con số nó tròn trịa như vậy. Thì khi mà chúng tôi nói về pháp số á, thì phải nói rằng quý Phật tử cũng thấy có ý niệm hơi xa lạ với cái nhìn bình thường của mình rồi. Đó là chúng tôi nói về kinh tạng thôi, chứ chưa nói về thắng pháp. Chưa nói về thắng pháp. Vị nào mà có vô chùa học hồi nhỏ, ví dụ như là có nhiều người chỉ thích những câu chuyện bổn sanh, cái chuyện tiền thân của Đức Phật, ngài đã từng sanh làm vị vua như vua Brahmadatta, hay là sanh làm một vị hoàng tử như trong câu chuyện của bổn sanh của Santara chẳng hạn. Thì những chuyện tích, chuyện xưa tích cũ thì dễ nhớ, còn mà nói đến những con số của pháp số thì nghe nó hơi khó nhớ rồi. Đó, chúng tôi nói như vậy. Và những vị nào mà có xuất gia, có học về luật tạng, thì chúng ta cũng thấy rằng mặc dù ở trong luật tạng ở Chư Lá Quát Cá có kể về cuộc đời của Đức Phật, nhưng mà khi mà chúng ta đọc về những điều luật trong luật tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì chúng ta cũng thấy rằng nó có cái không khí hoàn toàn khác. Thành ra mà chúng ta học cái gì mà mình đã nói rằng cái chuyện đó nó xa lạ quá, nó không có thích thoải mái, thì không phải lời Đức Phật dạy, thì cái đó chúng ta phải coi chừng. Chúng ta đang nói bằng cảm tính, chứ chúng ta không nói bằng sự thật. Đức Phật này khi ngày thuyết pháp để khai thị chúng sanh một chuyện khác, nhưng mà khi ngày ban hành giới luật từng điều một cho cộng đồng tăng chúng, thì cái phong thái nó khác. Chúng ta không cái này mà chọn qua cái kia được. Thì ngay cả trong chúng ta học ở nhà trường, quý vị thấy không, ở trong trường phổ thông á, thì có những môn về văn học, có những môn về toán, chúng ta không có dùng cái cảm giác khi mà chúng ta nói về thi thơ mà chúng ta đem qua mình học về toán, hai cái đó cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cái người học á, thì nên nên hòa mình, nên hòa điệu, nên tập thích nghi, hơn là mình học theo cái cách cái gì mình thích hay không thích. Bởi vì người bây giờ đó có cái thiệt thòi so với học Phật hồi thời xưa. Người bây giờ có một cái vấn đề mà rất là khó, đó là mình học theo cái mình thích. Kể cả một người vào chùa tu, một người vào chùa tu thường nghĩ rằng cái chùa đó, ông thầy đó phải làm cho mình ưng bụng cho mình vừa ý. Nếu mà vào chùa tu thì ông thầy làm cho mình vừa ý thì tu để làm cái gì? Nhưng mà chừng đó mình nói không được. Hồi xưa chúng tôi nhớ rằng những vị đi xuất gia đó là chùa chấp nhận vào trong chùa rồi hướng dẫn thế nào thực hành thế đó, chứ không phải là cái gì bây giờ mình đi tìm một nơi mà nơi đó là vừa lòng mình. Nhưng mà cái khổ là cái nhìn của chúng ta khác đi, thì mình học cũng vậy. Mình học phải có tâm rất là mở rộng, và chúng ta cũng không có nên suy nghĩ rằng cái khái niệm này nó xa lạ quá. Chúng tôi có chia sẻ với quý vị một điểm khi mình học thắng pháp đó.
đó là thắng pháp đó, thường nói về cái cách vĩ mô. Dạ, vĩ mô. Quý vị sẽ nghe chúng tôi nói, quý vị đã, đang và sẽ nghe chúng tôi nói nhiều về điểm này. Dạ. Cái vĩ mô và cái đại loại đó là cái mà người ta rất là khó phân. Ví dụ như là chúng ta học thuộc tánh tịnh hảo, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, vân vân, thì những cái đó đó trên phương diện mà chúng ta nói bình diện rộng hay nói theo kinh tạng thường nghe đó, thì nó hoàn toàn là những cái trạng thái khác biệt. Tính thì khác, niệm thì khác, tàm thì khác, quý là vô tham vô sân là khác. Nhưng mà khi mà mình nói rằng có 19 thuộc tánh tịnh thảo biến hành, và những thuộc tánh này đồng sanh, đồng có mặt ở trong tất cả những cái tâm tịnh thảo, thì mình phải hiểu khác. Ở đây tôi hỏi tất cả là vĩ mô, cũng tương tự như là khi mà mình nói về vitamin thì mình phân biệt vitamin A, vitamin B, vitamin C, chất sắt, protein, v.v. Mình nói nó riêng biệt, ở bên ngoài mình hiểu. Nhưng bây giờ mình lấy một hạt chia giống như hộp é mình, cái hộp nhỏ xíu thôi, hộp chia, mà ở trong đó họ nói là có bao nhiêu chất ở trong đó, thì thứ gì cái hiểu đó, cái hiểu đó nghe cục lạ, ủa sao cái hộp nhỏ xíu mà nó chứa nhiều thứ như vậy. Nhưng mà tại vì cái phương diện vĩ mô đó là như vậy đó, bây giờ người ta có khả năng họ phân chất ra, thì khi họ pha hộp chia lên thì họ thấy rằng ở trong cái những hộp hạt chia nó có bao nhiêu chất đó. Thì đôi khi thưa quý vị, có những cái bình diện rộng và có những bình diện vĩ mô, bình diện vĩ mô mà chúng ta phải học, phải chịu khó. Chúng tôi nhớ khi còn nhỏ vào ông chùa mới học thắng pháp thì không có sư trưởng và ngài tự sự đều không có vị nào nói từ vĩ mô hết. Nhưng mà các vị thỉnh thoảng cho một vài thí dụ như là sư trưởng nói, có đôi khi mình lấy cái đầu đũa mình nhúng vào trong nước canh á, canh chua chẳng hạn, nhúng nước canh nó chỉ một chút thôi, nhưng mà ở trong một chút mình đưa lên lưỡi nếm á, một chút xíu trên đầu đũa đó, dạ, không phải cái bổ như nhúng đầu đũa đó, thì một chút đó thì nó chứa trong đó là me, là cái chất của rau ngò ôm, nó chất của giá của canh chua này, nó đều có trong đó hết, nhưng mà cái mình biết hay không biết thôi. Nhưng mà khi mình nói rằng một chút chính trên đầu đũa đó của nước lã khác và nước canh chua nó khác, thì cái đó cái gì nữa, thí dụ chú Tàu hồi nhỏ. Nên khi mà chúng ta học về điểm này đó, thì đôi khi chúng ta cần một chút trí tưởng tượng, dạ, cái khái niệm như vậy đó. Và bên cạnh đó, thì thưa quý vị, chúng ta nên nhớ là ở một phương diện nào đó đó, thì chúng ta học kinh tạng như là chúng ta học về những cái món ăn mà đã được chế biến sẵn, đây là món canh, đây là món kho, đây là món súp. Khi chúng ta học thắng pháp đó, thì phần lớn giống như chúng ta học về cái nguyên liệu, hay chúng ta nói nó liên quan đến khoa học tự nhiên. Và ở trong thế giới tự nhiên ấy, thì nó có nhiều cái chuyện lạ lắm. Thế giới tự nhiên có nhiều cái chuyện lạ lắm, tại vì nó có, thì Đức Phật ghi nhận như vậy. Ví dụ như là hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi hiểu tại sao mà Chư Vị A-la-hán cười thì bằng 400 di tác thọ hỷ, dùng giới tình thảo rủ rồi, mắc mới gì phải thêm cái tâm ứng cúng sinh tiếu. Thì chúng tôi có hỏi ngài tự sự, thì ngài cười, ngài nói, chàng ơi, thì cái chuyện nó như vậy, thì Đức Phật giảng như vậy, nó có một thứ tâm sinh tiếu, mà nó là duy tác vô nhân, thì ngài ghi nhận, rồi có những cái tâm duy tác hữu nhân, thì ngài ghi nhận, chứ không nhất thiết, đâu phải là một tác phẩm mà Đức Phật ngài soạn ra đâu, mà nó có hay không có. Thì thưa quý vị, cái chuyện này đó,
nó lại nhắc chúng ta thấy rằng ở trong cái thế giới của đại tự nhiên, đại tự nhiên, thì ở ngoài đời có khi ta dùng chữ thiên nhiên, chữ thiên nhiên ở trong chữ thiên nói về trời, do trời đất tạo ra như vậy, thì chúng ta nói trong chữ đại tự nhiên, đôi khi nó có những cái hiện tượng, mà những hiện tượng này đó chúng ta chỉ ghi nhận nó như vậy thôi. Mặc dù chúng ta nghĩ đó là một cái niệm xa lạ. Thật ra trước khi mà mình hiểu, trước khi có thể phân loại, thì thưa quý vị, chúng ta cứ ghi nhận nó trước. Chúng tôi có nhắc quý vị nghe một lần, chúng tôi xem một cuốn phim tài liệu mà họ nói về ecosystem, là cái môi trường sinh thái, và con người đã làm hỏng cái sự tự nhiên của môi trường sinh thái thế nào. Ví dụ như là chúng ta nhìn con ếch là con ếch, rắn mối là rắn mối, thằng lằn là thằng lằn, mũi là mũi, vân vân. Nhưng mà thật ra ở trong cái môi trường sinh thái đó thì nó có một cái quy luật về cái sự tuần hoàn. Ví dụ như là con ếch, con nhái đó, thì nó lại ăn những cái con mũi mọc, và có những con vật khác ăn, tự nó ăn con vật khác ăn lại nó, và nó tạo ra cái điều kiện tuần hoàn, cái này nó nuôi cái kia, cái kia nuôi cái nọ. Và một khi mà người ta bắt một con vật gì đó nhiều quá, thí dụ họ bắt cá nhiều quá, bắt ếch nhái nhiều quá, thì những thứ khác đó, nó không có cái chỗ để nó bù trừ. Nó đảo lộn cái môi trường sinh thái đi. Thành ra các nhà nghiên cứu về môi trường sinh thái đó, họ nói là khi mà mình nhìn thấy ở trong thiên tự nhiên, tự nhiên thì mình vừa thấy dường như nó là những mảnh rời, cái này nó rời rạc, nó liên hệ với cái kia. Nhưng mà nếu mình hiểu thật sự đó, thì nó là một cái vòng mà chúng ta gọi là một cái vòng sinh hóa. Ở trong cái vòng sinh hóa đó thì những cái động vật thực vật này đó, nó lại nuôi dưỡng cái kia nuôi dưỡng cái nọ, giống đạo Phật mình nói về duyên vậy đó. Nên khi mà mình càng hiểu, càng học càng hiểu đó, thì mình thấy rằng nó có liên hệ ở một phương diện nào đó mình mới, thì học là ếch, mũi là mũi, mọc là mọc, mình thấy nó chẳng có liên hệ tới nhau hết đó. Nhưng mà kỳ thật nó là một cái mắt xích ở trong một cái dây sách mà chúng ta có hiểu đó hay là không hiểu những điều đó. Cho vậy khi mà mình học về khoa học tự nhiên, thì khi học tự nhiên đó, nó khác với cái khái niệm là hôm nay mình lên chùa thắp nhang lại Phật, hình ảnh của Đức Phật cho chúng ta một cái một cái ảnh hưởng rất tích cực, rất lớn về đời sống tinh thần, và vân cái đó cái mà chúng ta nói về sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi biết rằng có một vị thầy bên Bắc Tông, rồi sau này nghiên cứu về thiền quán đó, và vị này cố gắng để dùng một cái khái niệm, một khái niệm chúng tôi gọi là một khái niệm thường thức á, để giải thích về thiền quán, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh thì chúng tôi cũng sẽ thưa như vậy rằng Hòa Thượng có những cống hiến, có những điểm thú vị, nhưng mà ở trên một phương diện nào đó đó thì trong cái gọi là thiền tứ niệm xứ, hay là thiền tứ xứ có liên hệ tới bậc thiết của Áo Châm á, đó là hiện tượng là hiện tượng thôi. Hiện tượng không nhất thiết là mình phải tô hồng chút lục, mình phải nói là đó là một sự màu nhiệm. Và thí dụ Hòa Thượng nói rằng mỗi một bước đi trên mặt đất này là một sự màu nhiệm, hay là sống trong hiện tại là chúng ta cảm nhận được một cái gì màu nhiệm cuộc sống không vậy? Thì những cái nói đó nghe nó rất đẹp, có đôi khi rất là thơ mộng. Và như là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra vô bì mỉm cười. Có nhiều người đệ tử Hòa Thượng đó, thì người ta muốn có một thế giới
Và cái thế giới này đó, nó mang một cái màu sắc, nó mang một cái tiết tấu mà nó đi vào lòng người. Thật ra cái sinh hoạt của tăng thân làng Mai, nơi hòa thượng, thì chúng ta thấy có một cái kiểu dáng nhất định, có một cái suy niệm, một cái quan niệm. Và chúng tôi phải thú thật mà nói đó, là chúng tôi có quen với nhiều vị Phật tử, nhiều Phật tử sinh hoạt tu tập với làng Mai, thì riêng đối với cá nhân chúng tôi đó, thì thật ra khi tu tập tứ niệm xứ hay học Phật pháp đó, nó không nhất thiết là mình phải có một cái style, ở Việt Nam gọi style đó, một cái style, một cái kiểu gì riêng của mình như vậy. Dạ, cái kiểu mình cảm thấy nó thi vị hay là nó lãng mạn đối với thiên nhiên, với cảnh này. Mà nhiều khi đơn giản chỉ là sự việc ra sao mình ghi nhận như vậy. Đã. Cái này là cái khó khi mình học Phật. Tại vì sao? Tại vì một khi mà mình đi vào giới thế giới tu hành đó, là ở trong thế giới đó phải có một cái thiền phòng theo kiểu như thế này, rồi có những bài kệ, những bài kệ đó nó phải mang cái âm hưởng của thiền học, rồi thỉnh thoảng có những bản nhạc nó phải mang cái tiết tấu như của nhạc Trịnh Công Sơn, mới bất kỳ những cái đó chúng tôi phải thưa rằng cái đó là cái kiểu riêng của mình. Dạ, cái kiểu riêng của mình ở trong cái chế của đại tự nhiên đó, nhiều khi rất là khô khan. Nó khô khan như trường hợp là chúng ta nhìn thấy những bài toán đại số, những cái công thức hóa học, nó khô khan lắm. Dạ. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó thì chúng ta sẽ cảm thấy lợi lạc. Về điểm này thì chúng tôi phải nói rằng phải mất rất là nhiều thời gian, mất rất nhiều năm tháng. Hồi khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không thấy điểm này, nhưng mà lớn lên thì nhất là đi sang các quốc gia Phật giáo đó, chư tăng những vị xuất gia có một điều đặc là lúc hồi còn nhỏ đó là học Phật pháp hay là học thánh pháp, học gọi là học vô điều kiện. Dạ, học vô điều kiện. Học vô điều kiện là sao? Thế hồi nhỏ chúng tôi đâu có lựa chọn học Abhidhamma đâu. Vào trong chùa gặp sư trưởng, rồi lúc sư trưởng gửi qua ngày tịnh sự thì cái hoàn cảnh đưa đẩy mình học vậy thôi. Mà lúc đó mình cũng có nghĩ rằng mình phải học bởi vì thế này, bởi vì lý do kia. Nhưng mà khi mà học vô điều kiện như vậy đó, nhiều khi cái tâm mình nó mở rộng ra. Dạ, học để nhớ. Chúng tôi nhớ là hồi xưa thưa quý vị, là khi mà mới học Bi Diệu Pháp á, tức học Thắng Pháp á, thì cái cách dạy của sư trưởng và ngày tự sự là bắt học thuộc lòng trước. Dạ, học thuộc lòng. Học thuộc lòng tức là cái biểu đồ chư Pháp á, thì nó tất cả gọi là Pháp. Pháp có hai, Pháp thuộc đế, Pháp chân đế. Chân đế có hai, chân đế hữu vi, chân đế vô vi. Chân đế hữu vi có hai, danh Pháp, sắc Pháp. Danh Pháp có hai là tâm và sở hữu. Rồi tâm có hai, tâm hợp thế rồi sự thế cơ vậy đó. Và thật ra phải nói, lúc đó không có nhớ cái gì, không biết gì hết. Bây giờ, quý vị tới là cái khái niệm xa lạ đó. Nhưng mà vì cái sự xa lạ đó, chúng ta có cân phân, chúng ta có so sánh. Mình vào trong cái lớp giáo trình như là tương ưng, hay giáo trình trung bộ, thì tương bộ, tương trung bộ, thì mình nghe giảng về đời sống, giảng về thiện ác, giảng về nhân quả, mình nghe nghe rất là gần gũi, rất là thân quen. Mà khi học Thắng Pháp thì sao nó nghe lạ. Thì chúng tôi, thưa quý vị, là như trường học, chúng ta học ở trong trường môn toán thì nó không nhất thiết là nó giống với môn văn hay môn triết đâu. Chúng ta phải phải có cái thái độ là mở rộng, buông thả. Nói theo người Mỹ là take it easy. Take it easy là đừng có có vẻ là khó khăn quá, cứ để tự nhiên trải rộng tâm mình ra. Chúng tôi rất là sợ là cái cuộc sống của con người đôi khi mình đem vào trong đó quá nhiều cái định kiến, thành kiến, nó phải như thế này hay như thế khác. Chúng tôi nhớ là có một vị sư rất nổi tiếng của Việt Nam, vị này rất giỏi về thơ văn, rất là có tiếng về thư pháp, vẽ thư pháp,
Và khi vị này Phật tử hỏi về pháp thì vị này không biết. Dạ, pháp không thể là như vậy. Phật pháp thế là như vậy được. Thì quý Phật tử đem cái băng thâu cho chúng tôi nghe, chúng tôi chỉ cười thôi. Vì sao vậy? Cái thế giới của vị đó khiến cho vị này không cảm thấy quen thuộc với thánh pháp. Dạ, chúng tôi hiểu hoàn toàn. Chúng tôi cũng có quý vị đó về một số mặt, nhưng mà không nghĩa là hết tất cả. Cũng như bây giờ quý vị nghe nhạc Tịnh Công Sơn, quý vị thích Tịnh Công Sơn một số, nhưng mà không có nghĩa là lấy nhạc Tịnh trở thành kinh điển, trở thành một cái hướng dẫn của đời sống, thật ra không có nên. Tại vì có nhiều khi một cái nhà sư mà giỏi về văn thơ thì bị nói về văn thơ nghe được, nhưng mà nói về qua thánh pháp thì thực sự nó có vấn đề. Chúng ta phải rất là cẩn thận về điều này. Bây giờ đó thì chúng tôi muốn nói đến một cái khía cạnh khác mà trong một số các vị thường hỏi chúng tôi là thật ra mấy hôm nay nếu quý vị để ý thì trong 3-4 bài học vừa qua mà về cái chức năng của tâm thì chúng tôi không có vẽ biểu đồ. Vì chúng tôi đang nghĩ cách để làm lại. Dạ, nghĩ cách để làm lại với các biểu đồ. Lý do mà chúng tôi phải nghĩ cách làm lại đó là đa số những cái bài học trước thì cái phần minh họa thì chúng tôi để riêng. Dạ, minh họa để riêng và bài học riêng. Và đôi khi quý vị đọc vào trong cái bài học rồi, minh họa nằm tốt ở dưới thì quý vị không có tìm được. Dạ, chúng tôi đã cách là làm sao mà những cái biểu đồ nó đi liền với bài học. Dạ, thì cái đó nó hợp lý hơn. Dạ, có lẽ là chúng tôi sẽ bỏ đi cái phần minh họa, bởi vì minh họa nó khiến cho các biểu đồ nằm riêng. Bây giờ thì có một cái có vấn đề là một số các vị nói với chúng tôi rằng thường thường những cái biểu đồ là mang cái mục đích làm sao cho chúng ta dễ học, dễ hiểu. Nhưng mà cảm thấy cái biểu đồ chư pháp hay là bản điêu chư pháp nó khó quá, làm cho mình không hiểu. Thì chúng tôi phải muốn có một lời giải thích cho quý vị rằng trước nhất thì chúng ta nên hiểu rằng học thắng pháp mà không có cái biểu đồ á thì đôi khi chúng ta mất đi cái khái niệm chung và khái niệm riêng. Cái pháp đó, ví dụ như mình nói về những cái tâm làm việc tục sinh, kiến sanh thức, tiềm thức và tử thức, là ba thứ tâm đó là tâm nào. Thì bây giờ quý vị nghe thấy ô, mình có hai tâm kiểm tra thọ xả, mình có tám tâm quả như biệt tình hảo, có chín tâm quả đáo đại, thì nghe nó cũng được. Nhưng mà những danh từ đó, những từ mình nghe nó nghe về thôi, chứ mà thực sự mình không nhớ chính xác. Khi mình có cái biểu đồ chư pháp trước mặt thì mình sẽ dễ hiểu và dễ nhớ nhiều hơn. Cái dễ hiểu dễ nhớ nhiều hơn, điều này đó nó giúp cho rất là nhiều. Sở dĩ mà một số các vị cảm thấy là đọc bài dễ hiểu mà xem biểu đồ, đáng lẽ biểu đồ giúp cho mình nhiều hơn mà hay khó hiểu, thì quả thật chúng tôi cũng đồng ý là nếu quý vị chưa có quen với cái biểu đồ của chư pháp đó thì quý vị sẽ cảm thấy trở ngại lắm á. Cảm trở ngại. Thành ra có một số các vị thì nói rằng cái biểu đồ khiến cho mình khó hiểu hơn là giúp cho mình. Thì về điểm này chúng tôi phải nói rằng cái nguyên nhân chính là mình chưa được quen thuộc. Vài phút trước đây chúng tôi có nói rằng khi mà chúng tôi còn nhỏ vào chùa đó, thì ngài Trị Sự người Bắc học thuộc lòng cái biểu đồ chư pháp trước. Học thuộc lòng mà chúng tôi đã học như con
học như con vẹt, tức là dạy sao học vậy thôi. Mình học thuộc lòng trước khi mình hiểu, học thuộc lòng trước khi vào các bài học. Nhưng mà cái đó lại có lợi, và cái đó có lợi. Ví dụ như là ở rằng trong di tác vô dân, hay là mình nói về cái nhóm thuộc tánh si phần, tháp phần gì đó, mình nhắm mắt mình cũng thấy nằm trên biểu đồ, và nhắm mắt thấy mình, tại vì mình học vô đồ là không có nói rồi rồi. Thì ở đây đó, quý Phật tử không có bị bắt buộc làm việc đó. Nhưng khi chúng tôi còn nhỏ, nếu mà quý vị đã thuộc biểu đồ, đã là quen biểu đồ rồi đó, thì các cái biểu đồ học sẽ nhanh hơn. Ví dụ tâm nào làm việc thấy, nghe, ngửi, đếm, tâm nào làm việc tiếp nhận, tâm nào làm việc kiểm tra, tâm nào làm việc xác định, tâm nào làm việc xử lý, vân vân, thì mình nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Và chúng tôi cũng phải nói rằng tất cả quyển sách dạy thắng pháp mà có giá trị đó đều xài biểu đồ, đều xài biểu đồ. Thì hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu để xài lại một số cái biểu đồ của ngài Shilananda. Ngài Shilananda là một vị thiền sư Miến Điện mà chúng tôi học với ngài. Hồi trước chúng tôi không có học vị diệu pháp với ngài, mà chúng tôi học vị thiền niệm xứ thôi. Nhưng mà ngài lại là một người giống như ngài tự sự vậy đó, bỏ rất nhiều công để vẽ cái biểu đồ chư pháp, mà ngay cả ngài Vô Trí cũng mượn sử dụng ở trong cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu. Do vậy thì chúng tôi đang nghĩ cách để làm sao biểu đồ cho dễ hiểu cho quý Phật tử. Thưa quý vị, còn lại 4 điểm sau thì như là nói về thuật ngữ, nói về những con số, thì chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Bây giờ thì chúng tôi tạm ngưng ở đây một chút, bởi vì chúng ta đang nói về hai điều là cái khái niệm xa lạ và cái biểu đồ. Nhưng mà thật ra cái biểu đồ giúp cho chúng ta hiểu khái niệm xa lạ. Quý vị thấy rằng cái khái niệm xa lạ mà không có biểu đồ chúng ta không hiểu được đâu. Chúng tôi tạm ngưng ở đây một chút và để thỉnh Thượng Tọa Thừa Siêu để coi ngài có cái ý kiến gì muốn nói thêm với quý vị về vấn đề về hai điểm đầu tiên hay không. Mà Thượng Tọa Thừa Siêu không biết Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa nghe được không. Nếu Thượng Tọa Thừa Siêu đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Thừa Siêu. Kính thỉnh Thượng Tọa. Xin hỏi, xin lỗi Thượng Tọa. Thượng Tọa hồi nãy thuyết đến cái phần thứ ba rồi phải không? Ồ, tức là Thượng Tọa chỉ mới có hai cái điều đầu. Vậy thì tiếp theo chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái điều thứ ba, điều khó khăn của người học Tán Pháp, tức là học thắng pháp là ta phải nhọc nhằn với quá nhiều thuật ngữ, cũng như cho biết là kinh tạng
cũng có thuật ngữ, Luật Tạng cũng có thuật ngữ, nhưng mà thuật ngữ của Kinh Tạng là thuật ngữ của pháp số. Chẳng hạn như là khi nói đến thiền định, một trạng sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc vô ly dục sanh của vân, hay là tầm tứ cũng có nói đến chỗ đó, hoặc là nói đến những cái pháp như là bố thí, trì giới, hoặc là đức tin, hoặc là đa văn hay trí tuệ. Những cái từ ngữ đó thì chúng ta rất thường nghe, cho nên nó không có khó khăn để cho chúng ta hiểu. Chỉ thỉnh thoảng mới có một vài thuật ngữ ở trong Kinh Tạng nó có liên hệ đến thắng pháp tạng thì chúng ta hơi khó khăn một chút. Còn thuật ngữ của Luật Tạng đó thì cũng vậy, chỉ có một số thuật ngữ chứ không có nhiều, vì Luật Tạng là nói lên những cái điều mà Đức Phật Ngài cấm chế, cũng như là những gì mà Đức Phật Ngài cho phép làm. Cho phép làm gọi là chuẩn hành, còn Ngài cấm chế đó là chế định, Vanyata là chế lập, chế định hay là cấm chế. Còn phần lớn còn lại là tường thuật, cái sự sinh hoạt của tăng đoàn thời bây giờ, rồi có những vị tỳ kheo làm cái công việc đó, sở hạnh như vậy đó, khiến cho người ta phàn nàn, người ta phê phán. Rồi chuyện đó các vị tỳ kheo mới đem bạch với Đức Phật, và Đức Phật Ngài nhân đó Ngài mới thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe, khiển trách vị tỳ kheo này, và Ngài bắt đầu chế giới. Thì trong cái phần mà giải thích mỗi một điều giới, tất nhiên có những cái thuật ngữ, và những cái thuật ngữ đó thì chúng ta mặc dù ít có nghe nói đến, bởi vì cái môn học, môn Phật học ít bao giờ mà các cư sĩ chúng ta được nghe cái môn Luật Tạng, cho nên điều đó cũng không có gì hoang mang. Nhưng đối với thắng pháp thì những cái thuật ngữ Phật học rất là nhiều, những cái thuật ngữ rất là nhiều. Vì ở thắng pháp ngược lại hai tạng kia là đa phần là xài thuật ngữ, còn cái số là mới dùng xài đến những cái từ thường thức. Trong khi đó thì ở Kinh Tạng và ở Luật Tạng thì phần lớn là xài những cái ngôn ngữ thường thức, còn thuật ngữ thì ít thôi, một phần thôi. Và người Phật tử chúng ta khi mà học
vi diệu pháp hay thắng pháp. Thì một trong những cái khó khăn đó là chúng ta gặp quá nhiều thuật ngữ. Trong các cái thuật ngữ này nó lại có một vấn đề mà nếu mà chúng ta gỡ rối được cái vấn đề đó thì chúng ta cũng sẽ không khó khăn lắm. Thuật ngữ trong thắng pháp đó, là phần nhiều chúng ta xài Hán Việt. Mà Hán Việt đó buộc phải xài với cái thuật ngữ Pali. Bởi vì nếu mà thuật ngữ Pali thắng pháp đó, mà không có Hán Việt thì không có nó gọn ghẽ được. Mà nếu mà xài cái thuần Việt đó, thì gặp cái thuật ngữ đó là chúng ta giải thích dông dài lắm. Những danh từ như là phát sát, xúc, vedana, thọ, sanya, tưởng, những từ đơn đó đó thì chúng ta có thể hiểu được. Nhưng mà những cái từ chuyên dụng, ví dụ như chittavritti, nếu mà chúng ta xài là diễn trình tâm thức, hay diễn trình tâm thì cũng hơi dài, lộ trình tâm cũng dài. Nhưng nếu mà chúng ta xài tóm tắt, chúng ta nói lộ tâm là cũng được rồi, nói lộ tâm là cũng được. Hoặc là những cái thuật ngữ, chẳng hạn như ở trong 14 cái chức năng của tâm mà chúng ta học vừa qua đó, thì cái thuật ngữ bất thi sanh thí mà chúng ta chữ ký sanh thì nó khó hiểu, phải giải thích ra nữa. Còn nếu chúng ta dịch mà dịch theo chữ Hán đó, chúng ta xài tái tục, tức là nối lại tái tục, có nghĩa là nối lại đúng cái nghĩa bát thí sanh thí. Chữ sanh thí có nghĩa là nối, mối nối nối có ô tiếp nối. Còn cái chữ bát thí, tiếp tục ngữ bát thí có nghĩa là trở lại, nối lại đời sống này với đời sống, nối lại cái đời sống trước với đời sống sau để cho nó liên lạc với nhau một cách vô gián, không có gián đoạn. Thì như vậy cái tâm đầu tiên thì gọi là bát thí sanh thí. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử ngài dịch là tái tục, còn khi ngài dịch là tục sinh, còn ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch là kiết sanh. Thì chỉ nội cái thuật ngữ Pali bát thí sanh thí mà chúng ta đã có ba cái thuật ngữ tiếng Việt, ba thuật ngữ Hán Việt rồi, cho nên chúng ta rắc rối. Cũng như cái thuật ngữ Pháp Hoa Giá, nếu mà nói theo cái nghĩa thật á, thì chúng ta nói là hữu phần. Chữ Pháp Hoa có là hữu, là kiếp sống. Còn chữ ăn gá là chi phần, cho nên chữ Pháp Hoa ăn gá gì là hữu phần. Nhưng mà xài cái thuật ngữ hữu phần á, thì chúng ta lại không hiểu tại sao ở đây lại dùng cái tiếng hữu phần để chỉ cho cái tâm đó. Còn nếu mà chúng ta dịch cái chữ hộ kiếp thì đó là lấy theo cái nghĩa bóng. Bởi vì cái chữ phá quan gá không có cái chỗ nào nó là hộ trì
và kiếp sống, hay là gìn giữ kiếp sống. Nó không có chữ nào trong chữ Pháp Quan Gá, cái thành ngữ, cái thành tố nào ở trong chữ Pháp Quan Gá mà là hộ kiếp sống hay là duy trì kiếp sống, mà chỉ có nghĩa là trong đời sống này luôn luôn phải có sự hiện hữu của danh và sắc. Sắc pháp á, thì từng tế bào nó cứ sanh một sanh bọn rồi diệt bọn, sanh diệt bọn sắc, bọn sắc có sanh có diệt, có sanh có diệt, giống như cái bọt nước vậy đó, hãy cái này bể thì có cái khác nó tụ lại, cho nên bọt nước không bao giờ, cái khối bọt nước ở chỗ cái đầu ống bọng đó thì không bao giờ nó hết. Nhưng mà đối với danh pháp, vì mỗi một lần chỉ một sát na tâm, chứ nó không có nhiều, nó không thể có hai sát na đồng sanh một lượt. Thì do vậy sát na này diệt thì nó trợ cho sát na kế tiếp sạch cái tiếp bằng cách vô gián duyên, như là những cái mắt xích một chuỗi dài như vậy. Thì bây giờ những lúc mà mình thấy cảnh sắc, nghe tiếng mỗi người gửi mùi lưỡi nếm vị thân xúc chạm đó, thì lúc đó là cái tâm khách quan nó sanh khởi. Thì tâm khách quan sanh khởi làm việc thì lúc đó là có tâm hiện khởi. Nhưng mà những lúc như chúng ta ngủ thì lúc đó không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ. Thì bây giờ làm sao danh pháp nó vẫn còn duy trì? Thì lúc bây giờ do cái quy luật của tâm, khi đó Pháp Quan Gá chích tắc nó sẽ tiếp nối sinh khởi để mà duy trì, để duy trì cho đủ danh sắc trong lúc mà chúng ta ngủ. Thì dựa theo cái ý nghĩa này mới nói là hộ kiếp. Và chúng ta còn có một danh từ khác nữa, danh từ này sư trưởng cũng xài mà thượng tọa giác đẳng cũng xài, đó là tiệp thức. Cái chữ tiệp thức đó, có nghĩa là cái tâm thức ẩn, tiệp tức là tiềm ẩn, tức là ý đố rằng là cái thức này nó không có hoạt động giống như là cái lộ trình tâm khách quan. Mà khi nào không có lộ trình tâm khách quan thì những cái thức cũ, thức tái sinh đó, nó tự sanh lại, sanh lại, sanh lại. Và khi nào có cái lỗ tâm khách quan sinh khởi thì nó biến mất. Khi lỗ tâm khách quan nó chấm dứt rồi, chấm dứt ở chất động lực hay là chấm dứt ở cái tâm na cảnh hay tâm mót, thì sau đó chìm vào Pháp Quan Gá trở lại. Cho nên cái này mới gọi là tiềm thức. Thì ở đây thưa quý vị, cái thuật ngữ mà Pháp Quan Gá chúng ta khó xác định cái nghĩa nào, hữu phần hay hộ kiếp hay tiềm thức. Cái thuật ngữ Bali thì vẫn xài Pháp Quan Gá, trước sau cũng Pháp Quan Gá, nhưng mà cái thuật ngữ mà được dịch sang tiếng Việt đó, cái thuật ngữ thắng pháp mà đối với tiếng Việt thì chúng ta
Có đôi khi xài cái từ này xài, xài từ khác cũng làm cho chúng ta bị rối, làm cho người phụ nữ chúng ta bị rối. Đó là một trong những vô số thuật ngữ của Thắng Pháp mà chúng tôi xin trình bày để chúng ta thấy rằng cái điều khó khi mà chúng ta, cái điều khó khăn cho người học Thắng Pháp là chúng ta gặp phải cái trở ngại là có quá nhiều thuật ngữ Phật học Thắng Pháp. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Làm sao để chúng ta có thể học được Thắng Pháp mà không có bị rối trí bởi những cái thuật ngữ phải nhớ? Thì ở đây thưa quý vị, cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của chúng tôi đó, thì ở đây thứ nhất là dầu thuật ngữ nào đi nữa, thuật ngữ bằng tiếng Việt, chúng ta có thể vừa mới quen cái thuật ngữ ở chỗ này, chúng ta lại gặp một cái thuật ngữ ở chỗ khác được dịch với cái từ khác, thì thôi bây giờ trước nhất là chúng ta phải tập làm quen với thuật ngữ Pali. Thuật ngữ Thắng Pháp mà thuộc về Pali nó có giới hạn, và chúng ta chỉ cần là quen, chúng ta nhìn vào là chúng ta biết ở trong đó muốn nói cái gì rồi. Thí dụ như khi mà chúng ta gặp cái chữ Thika Matika thì chữ Matika ở đây đó, có chỗ thì dịch là mẫu đề, có chỗ dịch là đầu đề, có chỗ dịch là tiêu đề, chủ đề, người là muốn xài sẽ xài. Còn cái Thika tức là đầu đề tam, Thika Matika đầu đề tam, Dukkha Matika đầu đề nhị. Hoặc là có đôi khi có những cái bản dịch mà người ta không gọi đầu đề tam, đầu đề nhị, xài không có xài Hán thuần, mà người ta nói là đầu đề hai pháp, đầu đề ba pháp. Thì xưa đến giờ người học Thắng Pháp với Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, hoặc là học trong giáo trình của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, thì nói là đầu đề tam, đầu đề nhị thì nghe quen quá, gần như là thuộc trầm lòng ở trong đầu cái danh từ đó rồi. Bây giờ mình nói là đầu đề ba pháp, đầu đề hai pháp, người đó không có mường tượng ra. Thì thôi bây giờ chúng ta cứ gặp Thích Cấp Matika là chúng ta biết ở trong đó là muốn đề cập đến Kusala Thamma, Kusala Thamma, Vyakata Thamma, là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vũ khí. Chúng ta gặp là chúng ta biết. Cho nên thứ nhất là chúng ta phải quen với thuật ngữ Pali ở trong Thắng Pháp. Thì như vậy chúng ta gom về một mối, chúng ta không phải bị trở ngại mới vừa học xong cái từ này rồi cái gặp ở chỗ khác dịch hay dạy cũng cái từ Pali đó mà lại dịch nghĩa khác, làm cho Phật tử lại phải rắc rối thêm, là phải học lại để cho quen. Mà mới vừa quen xong cái từ mới đó thì trường hợp khác, qua nghề khác, qua cái lớp khác, thì cái thuật ngữ Pali đó lại được dịch một cái nghĩa khác nữa. Thì như vậy chúng ta
tối ngày chúng ta chỉ lo đối phó với cái vấn đề là quen với thuật ngữ tiếng Việt cũng đã là mất thời gian của chúng ta rồi. Cho nên ở đây thì chúng ta cứ dùng cái thuật ngữ, cái thuật ngữ thắng pháp trong tiếng Pali. Nguyên gốc tiếng Pali thì không có cái gì thay đổi, từ ngàn xưa đến bây giờ không có thay đổi luôn đó. Rồi thứ hai nữa thưa quý vị, cái giải pháp thứ hai để giúp cho chúng ta đối phó khi gặp quá nhiều thuật ngữ, thuật ngữ làm sao chúng ta nhớ được. Tuyệt đối ở chỗ này là chúng ta không có học thuộc lòng. Nếu mà chúng ta học thuộc lòng á, thì xem chừng là chúng ta gặp sự thất bại. Khi mà cái thuật ngữ mình mới vừa thuộc xong rồi, mình mới vừa nhớ được rồi, thì lại thay đổi những cái tên gọi khác, cũng là thuật ngữ đó nhưng mà tên gọi khác, thì chúng ta lại phải mất thời gian nữa. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta học thuộc lòng cái đó. Nhưng mà có cách để cho chúng ta nhớ là chúng ta phải làm sao ghi chép ở trong một cái quyển sổ tay của mình. Nhờ chúng ta nói như vậy đó, chúng ta mới nhớ được. Tất nhiên như chúng ta nói là khi mà chúng ta ghi chép lại thì chúng ta ghi chép cả về Bali, thuật ngữ Bali rồi thuật ngữ tiếng Việt, thì lúc mà chúng ta ghi chép thì chúng ta nhớ. Chỉ bằng cách là chúng ta ghi chép thôi. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải sử dụng thường xuyên. Khi mà chúng ta nói chuyện, trao đổi Phật Pháp với các đạo hữu, các thiện hữu trí thức, và cũng là người học thắng pháp, thì khi mà nói chuyện như vậy, chúng ta thường xài những cái thuật ngữ Phật học thắng pháp để chúng ta nói chuyện, thì lâu ngày chúng ta quen. Thí dụ như ngày xưa đó thưa quý vị, ở trong giới tử ít có quen thuộc với cái từ thường tận y duy, bất tu bất đích sa giác bất chay giác. Nhưng mà khi nghe chư tăng thuyết pháp, nhất là đề cập đến duyên hệ trong thắng pháp, cái gì đó làm thành cái cố tật, thành cái thói quen, thì cái đó chư tăng thường nói đến là cái thường cận y duyên. Thì Phật tử nghe riết rồi cũng quen thưa quý vị. Bây giờ hãy nói đến thường cận y duyên là chúng ta biết cái gì nó thành có thói quen, để ta cố tập, thì cái đó là cái thường cận y duyên. Cũng như khi mà chúng tôi có cái thói quen là chúng tôi ở thuyết pháp ở trong trên mạng, ở trong rung, chúng ta có cái thường cận y duyên là nhắm mắt mà thuyết. Cho nên giờ này đó, cái màn hình đó, nó tắt cái đèn sáng đi, chúng tôi không thấy chữ ai post lên trên bảng, là nghe được hay không được chúng tôi không có biết. Rồi bị rớt mic chúng tôi cũng không hay. Đó là do cái thường cận y duyên. Thì có những trường hợp đó chúng ta đem ứng dụng, chúng ta sử dụng thường, chúng ta nói thường, thì chúng ta sẽ quen với những cái thuật ngữ đó. Các thuật ngữ khác ở trên thế giới cũng vậy thưa quý vị. Những cái thuật ngữ
ở trong các cái ngôn ngữ như những cái thuật ngữ về kinh tế, về chính trị, về quân sự, thì những người sống ở trong cái ngành đó, trong cái lĩnh vực đó, họ quen dùng xài, cho nên họ thuộc rất nhiều những cái thuật ngữ ở trong cái lĩnh vực của họ. Còn khi mà chúng ta không có dùng xài cái đó đó, thì chúng ta mới nghe, chúng ta lấy làm lạ, chúng ta không hiểu được. Cũng như ví dụ pháp quý vị, nếu mà chúng ta không có thường xuyên dùng xài những cái thuật ngữ thắng pháp, thì khi mà chúng ta nghe ai nói cái thuật ngữ đó, thì chúng ta lại không có hiểu được. Mà không có hiểu được thì có nghĩa là chúng ta nghe pháp chúng ta không có lãnh hội được. Cho nên ở đây một cái giải pháp thứ ba là chúng ta phải biết ứng dụng thường xuyên với cái thuật ngữ đó. Và cái điều thứ tư đó là chúng tôi muốn nói ở đây, nhưng mà chắc có lẽ là quý vị cũng ít có dịp để áp dụng được, đó là cái sự giảng dạy. Học thắng pháp muốn học cho giỏi và chúng ta không có bị trở ngại bởi những cái thuật ngữ là tự mình đứng lớp để chúng ta giảng dạy. Tất nhiên là chúng ta phải sử dụng thuật ngữ thắng pháp cho nó đúng chỗ và cho chính xác với gốc Pali. Chứ còn nếu mà tự ý chúng ta muốn chỗ này chúng ta muốn gắn ghép và chúng ta cho rằng đó là thuật ngữ của thắng pháp, thì làm vậy nó hư bộ hư đường hết. Và sau này chúng ta không nhớ. Do đó cho nên khi mà chúng ta giảng dạy, chúng ta phải dùng cái thuật ngữ đó đi kèm với cái tiếng Pali. Thì như vậy nó lâu ngày chúng ta cũng sẽ quen thuộc những cái thuật ngữ đó và nó có cái sự chính xác. Thì chúng tôi xin vài lời chia sẻ với quý vị về cái vấn đề thứ ba. Bây giờ xin tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với vấn đề ngày hôm nay, cái tiêu đề 4, những khó khăn của người học thắng pháp gặp những cái con số làm cho rối trí. Thì xin cung thỉnh Thượng Tọa cầm mic Nam Mô của Thầy. Sa thú cái chuyện từ đó từ siêu. Thưa quý Phật tử, khi nãy truyền đạo từ siêu có đề cập đến một điểm mà chúng tôi muốn nhắc lại. Khi nhắc lại điều đó, đó thì nó lại liên hệ đến điều mà chúng tôi muốn nói ở đây. Những vị mà giỏi về thắng pháp á, chúng tôi thấy đều có cái đặc điểm chung á, là các vị đi dạy về thắng pháp. Cụ Nguyễn Hiến Lê đó, cụ cũng nói rằng một cách mà học sinh ngữ thì giỏi là chúng ta luyện dịch từ thí dụ học tiếng Anh, tiếng Pháp thì dịch từ những cái tác phẩm từ Anh, Pháp dịch sang tiếng Việt. Khi mà chúng tôi ở Việt Nam á, thì chúng tôi biết có những vị như cụ Bảy Vĩnh Phúc, cụ Hương hay là thầy Chính Báo sau này xuất gia. Thì trường học thầy Chính Báo thì cũng ít dạy, nhưng mà thầy cũng làm việc với người thực sự rất là nhiều.
làm lâu ngày thì nhớ thôi. Đôi khi chúng tôi rất là thông cảm cho quý Phật tử khi học môn gì đó mà mình không có hướng dẫn thì mình rất là dễ quên, nhưng hướng dẫn thì đó là cách tốt. Và bây giờ từ cái điểm này mà Thượng Tọa Thiền Sư đề cập đến đó, thì chúng tôi muốn nói đến những con số. Và có lẽ trong những cái ngành của Phật học đó, thì Thánh Pháp Abhidhamma lại bắt buộc chúng ta nhớ nhiều những con số hơn những ngành khác. Nói như vậy không nghĩa là trong kinh tạng không có hay là luật tạng không có, nhưng mà chúng ta tạm lấy một cái ví dụ mà quý Phật tử đã từng trải qua đó, là chúng ta học về tâm rồi về thuộc tánh. Bây giờ sau khi học tâm về thuộc tánh đó, chúng ta lại có một phần hỏi rằng một tâm đó, có bao nhiêu thuộc tánh. Ví dụ như tâm bất thiện, tham sân si, tâm tham, có 8 tâm tham, thì mỗi tâm tham như vậy đó, nó đi với bao nhiêu thuộc tánh, rồi mỗi một thuộc tánh nó lại đi với bao nhiêu tâm. Những con số này nó cho chúng ta biết những cái khía cạnh rất là quan trọng của Thánh Pháp, đó là phải chính xác. Chính xác. Ví dụ như là hôn trầm và thủy miên không thể nào mà đi ở trong cái tâm vô trợ được. Thì tại sao? Thì từ chỗ đó cho chúng ta biết được cái chính xác. Hay là nó có một cái sự tương phản, không, nó có cái nhìn từ góc này qua góc kia. Mình nói tâm có bao nhiêu thuộc tánh chưa đủ, rồi thuộc tánh bao nhiêu tâm, thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được. Chúng ta cũng học trong bài học vừa qua là nói về chức năng của tâm. Và mình nói chức năng của kiết sanh thức, của tiềm thức, của tử thức á, thì những chức năng này là có những tâm nào đảm nhận những cái vai trò này, và ngược lại là vai trò này có bao nhiêu tâm đảm nhận. Thì cái đó chúng ta học gọi là cách học ngược và học xuôi. Học ngược học xuôi là cho chúng ta biết được và sự việc như thế nào. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, đôi khi chúng tôi lấy làm lạ là tại sao Đức Phật Ngài giảng về thập vị nhân duyên, mà có nhiều khi Ngài giảng xuôi, vô minh chuyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sách duyên lục nhập. Mà dù có nhiều khi Đức Phật giảng ngược lại. Ví dụ như Ngài nói rằng Lão Tử có là do duyên sanh, sanh có là do duyên hữu, hữu có do duyên hữu, thủ, thủ có duyên ái, chẳng hạn. Thì nó ngược đôi xuôi. Nhưng mà nếu chúng ta để ý rất kỹ đó, thì cách học ngược và học xuôi như vậy đó, nó lại cho chúng ta học từ nhiều góc cạnh khác nhau. Thì những con số cũng vậy. Khi mà mình học, và quý vị để ý khi học trong Thánh Pháp, chúng ta có cái cơ hội để ví dụ như là một cái chức năng xử lý, thì có bao nhiêu tâm làm công việc xử lý. Rồi ngược lại là cái tâm đó nó làm bao nhiêu. Thí dụ như bây giờ chúng ta lấy tâm quan sát, hai tâm quan sát thọ xả. Hai tâm này làm việc kiến sanh thức, tiềm thức, tử thức, rồi làm việc gì nữa, làm việc dư hướng, làm việc gì nữa, làm việc quan sát. Ví dụ vậy, có những tâm làm được nhiều chức năng, có những tâm làm chỉ một chức năng thôi, và có những cái chức năng mà không có nhiều tâm làm, nhưng mà có những tâm, có những chức năng, có những tâm làm được rất nhiều cái vai trò khác nhau. Đây là một điểm rất là thú vị khi mà cho chúng ta nhìn những điều này. Riêng về điểm này thì chúng tôi phải nói rằng hai vị thầy mà chúng tôi biết dạy về Thắng Pháp đó, mà rất là đặc biệt
về những con số đó. Ở đây phải là con số, vị nào học thắng pháp thì cũng học về những con số hết. Nhưng mà lại có cách nói mà tương đối là dễ hiểu về những con số. Đó là sư trưởng hồi chúng tôi còn nhỏ. Và sau này chúng tôi thấy Ngài Shilananda đó, Ngài hay có cách hướng dẫn. Thí dụ Ngài nói rằng như vậy là thuộc tính tâm phối hợp với bao nhiêu tâm, tại sao có những tâm nó không có, tại sao nó có, thí dụ. Và Ngài giải thích. Nhưng mà Ngài Shilananda Ngài đặc biệt, Ngài có những cách để cho người Phật tử nhớ. Dạ, Phật tử nhớ. Thì chúng tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có một cách để nhớ những con số. Và chúng tôi cũng phải thưa rằng chúng tôi thì lại không có cái sở trường về những con số lắm. Dạ, chúng tôi không có sở trường về những con số. Nhưng mà khi học thắng pháp cũng phải nhớ những con số thôi. Tại vì sao vậy? Nhớ nó rất có lợi, lợi ích lắm. Mà chúng ta ban đầu chúng ta tìm thấy lợi ích rồi chúng ta mới thấy thích thú để mà học. Khi mình học chuyện gì đó mà mình học cho có học thôi mà không cảm thấy lợi lạc thì mình không có nhớ, không thích. Nhưng mà khi lợi lạc rồi đó, mình học cảm thấy lợi lạc rồi thì quá thật là mình càng ngày mình càng muốn học nhiều hơn để được lợi lạc nhiều hơn. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với quý Phật tử khi mà chúng ta đi vào trong bài học và quý vị thấy lặp đi lặp lại những con số. Chúng tôi không có nói rằng có một cái phương cách nào đó mà tự nhiên làm cho tất cả chúng ta đều không gặp khó khăn về những con số. Ngay cả một cái vị mà học lâu đôi khi cũng phải tính trừ một vài vị. Ví dụ như trong room có Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa là người dạy thắng pháp lâu hay kia, thì những con số thì các ngài giống như trong đầu đem ra để mà xài vậy thôi, rất là dễ dàng. Nhưng mà có nhiều vị phần lớn là phải tính, nó có cách tính. Cái cách tính này đó thì chúng tôi không có nói ở tại đây hết, tại vì khi mà mình chia những cái tương hợp giữa tâm và thuộc tánh, nó có cách tính riêng, cách tính riêng. Khi mà chúng ta học về dương hệ có cách tính riêng, khi mà chúng ta học về những cái pháp như là bất thiện tập yếu hay là hàm tận tập yếu có cách tính riêng. Nhưng cái cách tính đó, đó nó cũng phải đi với thời gian, phải đi với kinh nghiệm, phải đi với sự học hỏi. Dù sao đi nữa đó thì chúng tôi mong tất cả quý Phật tử nhất là chúng ta nên hiểu rằng những con số cho chúng ta được cái sự chính xác của môn thắng pháp. Đồng thời cái cách tính toán của thắng pháp đó nó làm cho chúng ta nhuần nhuyễn hơn khi mà chúng ta hiểu. Thí dụ như là một tâm có bao nhiêu thuộc tánh, một thuộc tánh bao nhiêu tâm, thì những con số mà tính ngược tính xuôi như vậy đó nó lại cho chúng ta lợi lạc. Dạ, mình nên khoan hỷ với điều này. Và nếu quý vị không nhớ thì chuyện đó bình thường thôi. Không có chuyện gì mà phải cảm thấy khó khăn. Không có chuyện gì mà chúng ta cảm thấy rằng bực bội về chuyện này. Học thắng pháp nó hơi khác với những môn học khác đó, là đừng bao giờ mình đòi hỏi là mình phải hiểu hết. Đừng bao giờ mình đòi hỏi mình phải nắm vững hoàn toàn. Bây giờ quý Phật tử đọc một học bài kinh trong Trung Bộ, chúng ta học về ý nghĩa và học về thuật ngữ thì gần như là chúng ta có thể yên tâm được rằng mình đã học qua bài kinh này. Chỉ nhiên là mình nhớ lại, mình chiêm nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà thắng pháp thì học rất khác với cách đó. Đôi khi một cái đề tài trong thắng pháp đưa ra đó là chúng ta chỉ nhớ có cách là đại khái thôi. Học 5-7 bài, một chục bài, hai chục bài sau này đó thì chúng ta mới nhớ lại nó rõ hơn và cái rõ nét hơn nữa. Thì càng học thì chúng ta càng hiểu nhiều. Nhưng mà trong cái hiểu đó đó nó đòi hỏi cái chiều dày của thời gian, chứ không thể nào một lúc mà mình nhớ được liền. Thí dụ như là mình học về thuộc tánh, về thọ, về thọ quẩn, về năm thọ, về thọ ở trong các chi thiền vân vân, thì quý vị phải nghe
rất nhiều bài giảng thì chúng ta mới nắm vững được, chứ không một bài giảng không phải. Thì những con số cũng vậy. Và không có cách gì mà mình bắt buộc chính mình là mình mới học xong, mình nhớ liền, mình sẽ áp dụng được liền hết. Phải mất năm dài tháng ròng và nghe nhiều bài giảng. Thật ra, take it easy. Đừng có quá khó khăn với mình là mình bắt buộc phải nhớ. Mong rằng các vị sẽ sẽ dần dà để cảm nhận được điều này. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Bây giờ tiếp theo trong phần số 5 đó, thắng pháp có thực sự hữu ích cho sự tu học không? Thì mà thượng tọa từ xưa không biết là thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa từ xưa nghe được, xin thỉnh thượng tọa trở lại chia sẻ thêm một điều rằng có nhiều người nói rằng thắng pháp là mình học ở trên trời, cái chuyện thắng pháp mình học cũng có lợi ích gì cho pháp học pháp hành hết. Nhưng mà các vị đã nói cách là người không học thắng pháp, nhưng mà tư cách là người học thắng pháp, dạy thắng pháp đó, thì thượng tọa hoan hỷ chia sẻ là học thắng pháp đó, có lợi lạc gì đối với chuyện tu học, nói rõ hơn là pháp học và pháp hành. Kính chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Trì Tùng Đức, kính thưa quý vị, không biết là học thắng pháp có thật sự hữu ích cho cái sự tu học hay không, nhưng mà chúng ta thấy một điều là những vị mà chuyên tâm nghiên cứu về thắng pháp, dạy về thắng pháp, thì những vị đó lại ít có nói bậy. Còn những vị mà họ bỏ thắng pháp, ví dụ pháp ra bên ngoài đó, họ nói là họ kỳ luật, họ học trường bộ, trung bộ, vân vân, họ trì tặng kinh kỳ luật, nói vậy chứ cái tâm của họ đâu phải là bậc thánh đâu. Vì vậy suốt cả ngày họ lơ đễnh, họ bị phóng dật, họ cứ chạy theo cái này cái kia, máy móc, điện toán, vân vân, mà họ không bao giờ họ trú trong pháp được. Đó là một cái điều mà chúng tôi nhận xét theo cá nhân của chúng tôi. Thì bây giờ chúng ta trở lại đề. Thực ra thưa quý vị, học thắng pháp thật sự hữu ích cho cái việc tu học chứ. Vì sao? Tâm này nếu không có cái việc, không có chuyện gì làm thì nó bắt đầu suy nghĩ tầm bậy. Khi mà không có cái chuyện Phật pháp để mà bàn luận, để mà nói thì nói tầm bậy. Trong khi đó thì một người có học thắng pháp, học thật sự, nghiên cứu thật sự và đam mê thật sự, thì vị đó lúc nào ở trong đầu cũng phân tích trường hợp này là tâm tham, trường hợp này là tâm sân, trường hợp này là tâm si, tham sân si, nó là những tâm bất thiện. Mà những tâm bất thiện này nó có 27 thuộc tánh. Tham thì có 22 thuộc tánh, sân cũng có 2 thuộc tánh, chỉ khác nhau ở chỗ là không có tham phần hoặc là không có sân phần, chỉ vậy thôi. Rồi si thì có 16 thuộc tánh, 16 thuộc tánh của
si và nghi thì không có, 15 thuộc tánh nghi thì không có thắng giải, mà 15 thuộc tánh của si phóng vật thì không có hoài nghi, thì cả hai tâm si gồm lại thì nó thành ra tới 16. Đây là tâm thiện dục giới, đây là tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, tâm thiện siêu thế, vân vân. Tối ngày cứ suy nghĩ như vậy đó, thưa quý vị, không còn thì giờ để làm cái câu chuyện khác, để suy nghĩ cái khác, ai sao cũng được. Thật sự bản thân của chúng tôi đó, riêng về bản thân chúng tôi, khi chúng tôi làm trụ trì, chúng tôi ít có quan tâm cái công việc trụ trì. Nói thì ra có lẽ quý vị nghĩ trụ trì không có trách nhiệm. Vì cứ suốt cả ngày đó, chúng tôi hết đi dạy học, đi thuyết pháp, thì ở nhà chúng tôi bắt đầu soạn. Chúng tôi soạn thắng pháp, như là bây giờ chúng tôi đang soạn lại cái đầu đề thắng pháp, đầu đề pháp tụ, tức là đầu đề tam, đầu đề nhị về đề kinh. Rồi chúng tôi soạn lại, chúng tôi giảng lược thanh tịnh đạo, vân vân. Ở trong đó cũng có thắng pháp nhiều lắm. Thì gần như là từ sáng cho đến chiều chúng tôi bận rộn việc đó. Cho nên cái chuyện bên ngoài mấy sư muốn làm sao làm, miễn sao khi mà chúng tôi bước ra bên ngoài thấy cái nóc chánh điện đừng có bay mất thôi. Những cái chuyện mà hơn thua phải quấy ở trong chùa thì chúng tôi không có để ý tới. Thì như vậy nếu mà một người tu học mà mình không bận tâm với những cái phiền toái khác, mình chỉ làm như thế nào để cho cái tâm của mình nó được an trú trong thiện pháp thì đủ rồi. Mà muốn như vậy đó thì thưa quý vị, chỉ có mỗi một việc là chúng ta nghiên học tập và nghiên cứu về tánh pháp. Xin thưa quý vị, dầu cho chúng ta có ngồi chúng ta đọc trường bộ, trung bộ đi nữa, nhưng mà chúng ta đọc xong bài kinh chúng ta buông ra rồi, nhiều khi chúng ta không nhớ ở trong bài kinh đó bố cục như thế nào, ý nghĩa như thế nào nữa. Đừng có nói chi là đem ra để thực hành. Chúng tôi cam đoan với quý vị như vậy. Có những bài kinh lấy chi pháp được, nhưng mà có những bài kinh không lấy chi pháp được. Thì bây giờ đọc xong thì bỏ qua. Còn trong khi chúng ta học thắng pháp đó, thì nó có sự liên đới với nhau. Nếu mà chúng ta học thân pháp tâm tâm sở thì tâm sở nó lại có sự liên đới nhau. Rồi danh pháp tức là tâm sở, danh pháp với sắc pháp nó liên đới với nhau. Ngũ uẩn, thập vị xứ, thập pháp giới nó có sự liên đới với nhau. Cho nên khi mà chúng ta học được thắng pháp là cái đầu của chúng ta có nhiều chuyện để suy nghĩ lắm thưa quý vị. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, thầy của chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng đó, nếu như gặp những việc khác mà đi du học ở ngoài để lấy bằng cấp về đó, thì có lẽ là họ lấy bằng cấp về họ chỉ là để treo tường chơi vậy thôi, lâu ngày cũng sẽ quên hết. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì Ngài về, Ngài bắt đầu Ngài dịch cái tạng thắng pháp từ Pali, từ Thái ra tiếng Việt. Đã dịch xong như vậy rồi, Ngài bắt đầu Ngài suy nghĩ. Ngài suy nghĩ để Ngài làm thành cái bản nêu chi pháp tóm gọn lại. Rồi Ngài suy nghĩ làm sao để soạn thành cái giáo trình siêu lý tiểu học, siêu lý trung học, siêu lý cao học. Và ban đêm Ngài không có ngủ thưa quý vị. Ở trong cái cốc của Ngài lầy cho đấm lưới cửa sổ, cửa cái mở ra rồi vô phải
đóng cái khung lưới để chặn mũi. Và tối ngày chỉ nằm ở trên võng đó, ngày nằm đó, ngày nhìn lên trần nhà rồi ngày suy nghĩ. Hãy ngài đã suy nghĩ ra cái điều gì tối hôm đó thì sáng hôm sau là ngài biên chép, hoặc là ngài cho sư thị giả ngài, tức là hồi đó là cư sĩ báo, là sau này là đại đức Tịnh Thân, là cứ gõ máy đánh máy lọc cọc lên tất cả những cái gì mà ngài suy nghĩ thì ngài cho ghi chép lại. Và chúng tôi không thấy ngài tu thiền, nhưng mà cái tâm của ngài luôn luôn có cái sự tập trung. Chúng ta ở gần ngài mình không thấy ngài có cái gì nổi bật đặc biệt, là một vị có cái hạnh tu như thế này thế kia, nhưng mà mình sẽ thấy rằng ngài không bao giờ thích cái danh, không bao giờ thích cái lợi lộc, không bao giờ thích đến chỗ lễ hội ồn ào. Ai mà đi đến ngài mà đánh lễ, ngài nói thôi xá xá được rồi, rồi ngồi lại ngài giảng diệu pháp cho nghe, nói diệu pháp cho nghe, thì cái đó là cái gì? Cái đó là một vị quá chân tu đi chứ. Cho nên ở đây chúng ta đừng có lý thuyết nhiều, mà chúng ta phải đơn cử ra một vài trường hợp, và nhất là tự chúng ta phải biết rõ là khi mình học thánh pháp nó có thật sự hữu ích cho cái việc tu của mình hay không. Tự bản thân mình biết rõ. Nếu mà chúng ta học cho tới nơi tới chốn, học cho đàng hoàng, học cho đúng nghĩa là học đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có tự có câu trả lời. Ở đây chúng tôi không có trả lời nhiều, mà lúc đó quý vị sẽ tự có câu trả lời là có lợi hay có lợi ích cho cái việc tu học của quý vị hay không, thì lúc đó quý vị sẽ tự biết lấy. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói như thế này không có nghĩa là chúng tôi xem thường tạng kinh hay tạng luật, mà ở đây chúng tôi muốn nói để cho quý vị hiểu rằng cái tạng ví dụ pháp hay tạng pháp là cốt lõi của giáo lý, cốt lõi của giáo lý. Muốn được tặng kinh là phải lấy cái cốt lõi của thắng pháp mà hiểu. Muốn hiểu được tặng luật chính xác, ứng xử chính xác, hành động chính xác, là chúng ta phải lấy cái cốt lõi thắng pháp mà chúng ta ứng dụng. Và thưa quý vị, nói ra đó không phải là chúng ta nói nghe ai nói sao mình nói theo vậy, không phải. Quý vị biết là trong cuộc đời của chúng tôi, khi đi dạy, đi thuyết pháp thì chúng tôi thuyết kinh tạng và thắng pháp. Còn khi mà đi dạy là chúng tôi dạy luôn cả kinh tạng, luôn cả luật tạng và luôn cả thắng pháp tạng. Do đó cho nên không có lý do gì mà chúng tôi phủ nhận hay là bác bỏ kinh tạng luật tạng hết. Nhưng mà ở đây khi mà vấn đề được đặt ra là thắng pháp có thật sự hữu ích cho cái việc tu học không, thì chúng tôi mới trình bày, mới nói với quý vị là thắng pháp là cốt lõi cho cái sự tu học. Bởi vì khi mà một người hiểu được thắng pháp á, người này
quán chiếu về năm quẩn được, quán chiếu về 12 xứ 18 giới được. Người này khi mà suy xét về duyên sinh, y tương sinh là định lý sanh tử luân hồi, già chết có mặt là do sanh là tập khởi, sanh do hữu, hữu do thủ, thủ do ái, ái do thọ, thọ do xúc, xúc do lục dập do danh sắc do thức, thức do hành, hành do vô minh. Mà bây giờ vô minh duyên do hành, duyên mà cách nào? Trong khi đó vô minh là bất thiện, mà hành ở đây có phi phúc hành, abhunya phi sankhara là tư bất thiện, thì vô minh là si, mà nó trở cho tư bất thiện để hành động quấy, thì cái điều này dễ hiểu rồi. Nó trở bằng cách câu sinh duyên, hổ tương duyên, tương duyên. Nhưng mà nếu trường hợp mà vô minh mà duyên cho phúc hành, vô nha phi sankhara hay bất động hành, tức anencha phi sankhara, tức là phúc hành, tức là tư thiện dục giới, tư thiện sắc giới, và bất động hành đây là tư thiện vô sắc giới, thì bây giờ vô minh là si, nó là bất thiện. Bất thiện làm sao mà trợ duyên cho tư thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới được? Thì ở đây thưa quý vị, Thắng Pháp sẽ giải thích cho chúng ta vấn đề đó. Không phải mọi trường hợp nó đều là phải bất thiện trợ bất thiện mà câu sinh duyên hết, mà trường hợp này bất thiện trợ cho thiện, nó có thể làm bằng cảnh duyên, nó có thể trở bằng cách thường cận y duyên cũng được. Cái chuyện đó rất là dễ hiểu. Mặc dù si không đồng sanh với tư thiện, nhưng mà si hay vô minh ở trong tâm bất thiện đã sanh ra rồi đó, đó lại tác động cho tư thiện, tức là tâm thiện đang là. Một người vì họ muốn được quyền chức, họ muốn được tài sản, họ muốn làm ăn thịnh vượng khá lên, cái đó là tham chứ gì nữa. Mà trong tham có si, tức là có vô minh rồi. Cái sự muốn đó đó, cái sự tham muốn đó đó, nó lại sử dụng cho họ bây giờ chỉ có cách là đi chùa làm phước rồi để mà cầu nguyện. Thế là họ đi chùa làm phước bằng cái tâm thiện, nhưng mà tâm thiện này nó lại do vô minh trợ duyên, thì cái này không phải là câu sinh duyên, không phải là đồng sinh duyên, không phải tương duyên, mà vô minh nó trợ cho tâm thiện này bằng cách là thường cận y duyên, vân vân. Thì những cái vấn đề mà chúng ta giải thích cho quý vị nghe như vậy, thì quý vị sẽ thấy rằng là quý vị tự hỏi rằng như vậy thì học Thắng Pháp có thật sự hữu ích cho cái việc tu học của chúng ta hay không, thì cái đó tự quý vị trả lời. Và bây giờ thì cái phần cuối cùng, tức là cái phần nói về cái điều khó của người học Thắng Pháp là họ có một trạng thái, có một cái tâm lý rối khi mà nghĩ rằng càng học thì càng nhiều áp lực. Thì bây giờ cái chuyện đó thật hư như thế nào, và chúng ta có cái cách để mà chúng ta giải quyết cái áp lực đó ra sao, thì xin Thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để chia sẻ. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xin lỗi quý vị Phật tử, có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ. Xin được hỏi trường đoạn tự quyền, trường đoạn có trước trường đoạn có nghe được không? Nếu trường đoạn tự quyền đang có bạn ở trước máy, thì dạ. Trường đoạn tự quyền, trong thời gian vừa qua đó, thì có một số Phật tử, hai vị, có email riêng đó rằng, may mắn là trong lớp thắng pháp không có làm bài, không có làm bài trắc nghiệm, không có không bài thi, chứ nếu không thì chắc bị áp lực tinh thần nặng lắm, tại vì càng học về sau này thì càng cảm thấy rằng phải nhớ nhiều hơn những cái từ vựng, phải nhớ nhiều hơn về những con số, phải nhớ nhiều hơn về những đề tài rất là xa lạ. Và vị này nói rằng nếu mà ai mà áp huyết cao mà không có gì thì không biết ra sao. thì là tự nguyện có thể chia sẻ như vậy quý Phật tử là mình không hợp pháp có cần phải có áp lực lớn hơn như vậy không, và nếu mình có áp lực thì mình làm gì. Xin thỉnh thiện tòa tự nguyện. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá Dương Sư, để chúng được nghe rõ. Dạ, chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng con kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, người nhất đẳng. Chúng ta minh hành để được từ đi siêu minh tâm cùng chư tăng đạt hiện diện. Thân chào đối với tu nữ cùng chư Phật tử. Và đây là một điều mà có lẽ chúng ta hết sức cần phải lưu ý chỗ là chúng ta bị áp lực. Đó không phải là áp lực mà chúng ta do chúng ta học Phật Pháp hay do chúng ta tu hay do chúng ta nghe Pháp là áp lực, mà do chúng ta áp lực sợ cái việc nó không xong, sợ không chúng ta bị khiển trách hay là chúng ta bị phê bình, thì cái chuyện đó nó mới là cái áp lực cho mình. Chứ sự thật ra Phật Pháp không phải làm gì cho chúng ta. Cái chuyện chúng ta tu, chúng ta ngồi tu, chúng ta nói chúng ta tu, chúng ta cảm thấy áp lực quá, sẽ ta ra tu cái gì áp lực hết trơn. Mà chính tự chúng ta áp lực cái chuyện gì đó rồi, mà trong tình huống hoàn cảnh đó chúng ta thấy chúng ta tu, chúng ta cho chúng ta áp lực. Nó không phải là cái vậy. Bây giờ đó, mình đang ngồi thiền, nó đau, nó nhức quá. Hay hoặc là mình ngồi thiền mà tự nhiên mình còn chưa xong cái việc này, mình phải lo lắng cái chuyện kia, cho nên cái áp lực. Rồi họ nói nguyên cái đó à, vậy cho nên việc tôi cảm thấy áp lực quá, cho nên tôi tu không nổi. Sự thật là tu không có áp lực, mà chính chuyện ở đâu đem vô cái tu đó nên nó áp lực là phải rồi. Rồi họ nói làm gì làm chứ đừng có cho ngồi thiền. Ngồi thiền sao nghĩa sao ngồi không có được, không có định tâm được, không có chánh niệm được, vân vân. Thì hàng chục hàng trăm điều mà chúng ta nói đó chẳng phải là biện lý thôi. Chứ còn sự thật ra còn cái điều mà quý ốc quý Phật tử mà bên trách nhiệm bên điều hành đó, mà bên mà post bài hay hoặc là chỉnh sửa bài vở đó, quả thật thì cái mệt của quý vị đó chính là làm sao cho nó nhanh chóng, làm sao cho nó được tốt đẹp, thì nó không có cái áp lực gì cả. Thì chúng ta mới cảm thấy bị áp lực. Chứ còn nếu như trường hợp mà sẵn có chúng ta làm hết rồi thì không có gì áp lực. Hay là do khi chúng ta học nhiều nó áp lực. Bởi vì tại sao học nhiều áp lực? Bởi vì nếu chúng ta học nhiều mà chúng ta thi kìa, mà chúng ta thi tại sao nó áp lực? Bởi vì chúng ta bình thường chúng ta không chịu học kỹ lưỡng đi, đến khi thi, đến giờ chuẩn bị thi rồi thì chúng ta bắt đầu mới tập trung để học, thì chắc chắn là áp lực đó không phải do cái học mà nó áp lực, mà do cái nó dồn bài. Bây giờ chuẩn bị thi mà chúng ta chưa có học bài cho nên nó bị áp lực. Chứ sự thực ra cái sự học đó là người ta đã dạy cho mình từ từ rồi, tức là từng bước A, B, C, D rồi. Quá thật nó như thế. Còn chúng ta luôn luôn dựa trên một cái hình thái đó mà chúng ta cho nó là như vậy. Càng nói nhiều câu này thì nó làm chuyện khác. Càng học nhiều thì cái sự suy nghĩ của mình nó đa năng, nó đa dạng, và nó nhiều cái kiến văn, kiến thức, nhiều cái sự hiểu biết lạ, hoặc nhiều cái sự hiểu biết mới, hoặc là nhiều cái sự hiểu biết mà nâng cao, thì đó cái áp lực thì đó chính là cái đó là cái áp lực, nó
nó làm cho chính chúng ta là phải có nhiều cái điều suy nghĩ, cái điều tư duy. Chứ sự thật ra mọi việc nó không có áp lực, mà chính tự do tâm mình bị áp lực là do mình, do lo sợ, hay là do chúng ta chưa có chuẩn bị một cách căn bản, một cách tốt đẹp. Thì dĩ nhiên quý ốc là phải mệt rồi. Thí dụ bây giờ vào chuẩn bị giảng bài mà chưa có chuyển bài cho các vị giảng sư, hay là không kịp post bài, bây giờ nó tới giờ rồi, bây giờ thí dụ như giờ 8 giờ kém 5, 8 giờ kém 10 mà chưa nhận bài là rối ngay. Áp lực thì làm sao phải tìm ra, làm sao phải có bài. Thì chúng ta thấy cảm thấy đây là một cái điều mà do chúng ta chưa có nhận được cái bài vở đó một cách đầy đủ tốt đẹp. Chứ sự thật ra nếu như chúng ta đã nhận trước rồi thì tới giờ thì chúng ta chúng ta quan sát thì dĩ nhiên nó cũng có một cái vất vả, nó có cái mệt, nhưng cái mệt đó nó không phải là nó tạo nên cho mình gì mình làm cho nên mình áp lực, không phải vậy. Bởi vì chúng ta chưa có sự hoàn bị. Dĩ nhiên chúng ta thi vô, chúng ta không có một cái sự tự tin thì chắc chắn rằng nó rất là áp lực trong cái việc thi. Khi chúng ta có tự tin rồi thì không có cái áp lực, không có sợ hãi gì cả. Thì cũng như thế, đó chính là một cái điều mà chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta càng học và chúng ta càng nhiều áp lực, hay chúng ta càng học rồi chúng ta càng hay như thế này thế kia, thì hoàn toàn có gì chúng ta biết. Nhưng ăn cũng vậy, nó ăn từ từ thì nó có cái gì mà ăn vội vã, uống vội vã, cái gì cũng vội vã, cái gì cũng vội vàng vội vã hết, thì chắc chắn rằng nó rất là mệt mỏi, nó rất là áp lực, và nó rất là bất thường, không có ổn định, không có tốt đẹp về sức khỏe cho mình cũng như về mọi việc. Người ăn quá nhanh, người ăn quá uống quá lẹ, rồi người đi quá nhanh, rồi người làm quá là gấp rút, thì chắc chắn rằng nó phải bị đổ tháo, nó phải bị sức mẻ, nó phải bị không có hoàn bị một cách tốt đẹp, nó không có thành tựu được như ý muốn của mình. Cho nên đây chính là cái điều mà chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta càng học nó không phải càng nhiều cái áp bức, mà chúng ta càng học để trí tuệ của chúng ta nó mở ra cho cái sự si mê, cho cái sự đen tối của chúng ta nó không có bị áp lực bởi cái ngu si nữa. Thì nó đúng hơn là chúng ta học để tự chúng ta phải gây một cái sân tật lẫn hối cho chính mình để thành một cái áp lực bức bội khó chịu từ cái áp lực đó. Thì đó là chúng ta đã đặt sai hướng, mà chúng ta không chuẩn bị một phương hướng một cách rõ ràng, mà đặt sai hướng thì bất lợi lớn. Mà đặt đúng hướng, làm đúng cái quy trình mà chúng ta gọi là cái ba em, hay là cái chương trình đã được sắp đặt sẵn, thì chắc chắn rằng kết quả lớn tốt đẹp. Và chính mình trình đó đó chính là sự suy nghĩ của con là như thế. Nếu con đi không tốt thì kính chúng ta thượng tọa nằm mơ của thầy á. Sa thú à, kính thiện thượng tọa Tuệ Quyền, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, thực sự thì chúng ta nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Du, đó là người chơi cũng lắm công phu. Hầu như là lĩnh vực nào trong cuộc sống đó, mà nếu chúng ta muốn làm tốt, làm được chuyện thì đều phải có đầu tư công sức. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng có một cái phép màu nào mà gọi là ăn chơi, làm chơi ăn thiệt, uống một viên thuốc mà được trường sinh bất tử hay trị bá bệnh đó, thì đôi khi điều đó đã đòi hỏi chúng ta hơi nhiều. Chúng tôi nhận thấy chung chung một điều, thưa quý vị. Đức Phật Ngài có dạy về bốn pháp gọi là như ý túc, hay là tứ thần túc, bốn pháp để thành tựu thiền định đạo quả đó. Thế trong đó có những điều mà chúng ta thấy rằng
Trước nhất là cái ý muốn cho đủ mạnh, chúng tôi gọi là dục thần túc. Thì cái ý muốn đủ mạnh ở đây tức là mình làm thế nào đó mà mình tìm được một cái sự yêu thích thật sự ở trong môn học đó. Một khi mà đã tìm sự yêu thích thật sự rồi đó, thì không có ai mà cản chúng ta được. Mà trong đời sống mà ai mà có được cái sự thích thú với một cái môn học Phật pháp ngành nào đó thì điều đó là một cái lợi điểm rất lớn. Chúng tôi có nhiều khi nghe trường đội tiểu sư nói chuyện đó, thì chúng tôi cũng không biết phải nói sao với Phật tử, tại vì trường đội nói chuyện gì nghe rất là dễ, nghe cao tử rất là dễ, nhưng mà chúng tôi biết khi trường đội nói quý vị nghe quý vị không hiểu được. Một lý do mà đối với trường đội tiểu sư rất là dễ đó, để thật là tại trường đội khoan hỉ với cái đó, rất thích cái chuyện đó. Thí dụ trường đội thích Bali, trường đội thích thánh pháp, là khi mà học thì rất là dễ. Mà thật ra để tìm được cái sự thích thú như vậy đó, thì nó cũng phải là một cái duyên đưa và nó cũng phải là một cái gì đó. Chúng tôi nhớ rằng nó cũng là một cái đặc biệt là khi chúng tôi vào trong chùa với sư tổng tự siêu thì gặp sư trưởng, và một cái mai là sư trưởng tác động được cái sự yêu thích Phật pháp. Hồi chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi nhớ rằng gặp được một quyển kinh mới, nghe được một bài kinh giảng mình thấy thích lắm. Và cái thích thú đó nó cũng phải là một cái duyên, và chính cái sự ưa thích này đó nó làm cho một việc đó dễ thêm. Tương tự bây giờ quý Phật tử xem rằng có nhiều người rất là ngán mấy cái máy điện toán computer, khi mà đụng máy điện toán giống như bị dị ứng vậy đó. Cực chẳng đã lắm mới xài đấy. Nhưng mà rồi một khi mà chúng ta đã đi qua được cái chuông đó, cảm thấy rằng học điện toán nó có lợi này lợi kia rồi, từ từ bây giờ lấy đi cái máy laptop, lấy đi cái máy desktop, lấy đi điện thoại cầm tay, thì mình cảm thấy mình thiếu cái gì đó, có tốn tiền cũng phải mua cái khác. Lúc bây giờ mình đã thấy được lợi ích rồi. Ngày trước nhà tự sự ngày có hay nói về một cái thí dụ cũng rất là vui. Ngày dùng gọi là chẻ tre. Vị nào mà ở miền quê đó thì mới biết là cái cây tre đó nó đặc biệt, là nó có cái lóng tre, và trong lóng tre nó có cái mắt nó cứng hơn thưa quý vị. Nhưng mà khi mà chẻ tre đó, chẻ qua khỏi cái mắt đó thì nó sẽ nhanh hơn. Tại cái mắt tre thì nó cứng hơn là ở dưới cái phần giữa từ mắt này qua mắt khác ở trong một lóng tre. Thì tương tự như vậy, khi mà mình làm gì, mình học gì đó, thì nó cũng có một cái giai đoạn mà chúng ta gọi là bước qua cửa ải. Giai đoạn đó tương đối nó hơi khó một chút, nhất là mình chưa có đủ sự đam mê, chưa đủ thích thú, thì mình đã thấy bị áp lực khá nặng. Nhưng khi qua được rồi đó thì nó sẽ trơn tru, sẽ nhanh hơn. Vừa rồi thì chúng tôi có một việc là phải đến thăm một gia đình Phật tử, vì có một người thân ở trong nhà bị bệnh. Thưa quý vị, trong thời gian đó thì ở trong nhà lại có một đứa bé nhỏ thôi, nó nhỏ xíu, nhưng mà chúng tôi thấy nó có cái đặc điểm là nó còn nhỏ mà nó cũng giống như nhiều đứa nhỏ khác ở Mỹ đó, là đụng tới cái phone hay đụng tới iPad đó, thì nó lại rất là giỏi. Mà dĩ nhiên cái giỏi khác với giỏi của chúng ta, nhưng mà nó học một cách rất là bản năng. Nó bấm đồ này bấm đồ kia, và khi nó bấm nó ra cái gì đó thì nó nhớ. Thì thật ra rất là khó tưởng tượng, đối với chúng ta phần đông đều nghĩ rằng máy móc bằng nít nó đụng tới nó hư hết, nhưng mà không phải như vậy. Tại vì sao vậy? Bởi vì khi người ta làm cái máy thì nó có sức chịu đựng. Còn ngoài cái khả năng chịu đựng á, thì nó có những cái cách mà nó rất là tiện ích. Khi người ta đụng vào nút là nó ra cái gì đó. Một đích học nó nhanh lắm thưa quý vị. Bởi vì khi mà mình học thắng pháp á, thì mình nên biết một điểm rằng cái người mà thật sự làm khó chính chúng ta đó là chúng ta.
Và mỗi người trong chúng ta làm khó chính mình. Mình đưa lý do này, đưa lý do kia, mình viện dẫn cái này, viện dẫn cái kia để làm khó chính mình. Và một lúc nào đó đó, mà chúng ta thích rồi đó, thì mình không làm khó chính mình được. Nó có nhiều trường hợp là có những người luôn luôn là tìm cái cách nào đó để gây khó khăn cho bản thân của mình. Và do khó khăn này đó, họ rất là bị trì trệ trong công việc. Mình học gì lâu ngày mình khám phá ra rằng thật ra cái rào cản lớn nhất của cuộc sống đó là chính là cái thái độ, đó chính là bản thân của mình. Một khi mình vượt qua khỏi rào cản đó rồi thì đi vào thế giới tự do, và cái rào cản đó do mình vượt lên. Mình học cuốn về, mình tu cuốn về. Chúng tôi nhớ là ngày ta ngày thường nói đó rằng cái người mới tu thiền thì đặt đúng thứ điều kiện cho mình hết đó, là mình ngồi thiền phải cảm thấy an lạc mình mới ngồi, cảm thấy phấn chấn mình mới ngồi, cảm thấy nhẹ nhàng mới thấy ngồi, tu ngồi xuống mà chứng đắc liền mới thấy ngồi. Mình đưa đủ thứ điều kiện hết. Và trong khi đó Đức Phật thì dạy rất là đơn giản là nhập tức, xuất tức niệm, tức là ngồi xuống nhìn vào hơi thở vô, hơi thở ra trước đi. Mình không chịu làm như vậy. Mình bày đủ thứ dừng hết để làm gì? Để làm khổ. Bởi vì mỗi lần mà mình học một môn hay mình làm những gì đó thì chúng tôi nhớ hoài cái ví dụ của ngài Ajahn, đó là giống như mình nắm một cái tấm vải lớn, mình bảo rằng mình ôm cái là mình chụp hết nguyên tấm vải không, mình cầm một góc thôi mình kéo, hãy cầm được một góc thì mình sẽ kéo được đó. Thì tương tự như vậy, một khi mà mình đã thoải mái với hơi thở vô hơi thở ra rồi đó, thì từ từ mình sẽ phát triển tới học thắng pháp cũng vậy. Bắt đầu chúng ta nghe có khái niệm về chân đế, về tục đế. Mình phân từ chỗ đó ra. Tại sao Phật pháp phải trình bày theo cái cách của chân đế? Tại sao mà có trình bày theo cái tục đế? Rồi từ cái chân đế là dạy cái gì? Nói về tâm, nói về thuộc đánh, nói về sắc, về niết bàn chắc thì dần dà chúng ta sẽ phân ra. Mà càng đi vào sâu đó thì mình thấy rằng nhờ cái mình hiểu cái trước, mình nhờ học cái trước mình chuẩn bị cho cái sau thì nó cũng lợi ích thôi. Do vậy khi mà mình học thắng pháp cũng như tất cả môn học nào khác là mình nhớ rằng ý muốn phải đủ mạnh. Bên cạnh ý muốn phải có đầu tư, chúng ta gọi là cần thường túc. Bên cạnh cần thường túc thì chúng ta có tâm thường túc. Tâm ở đây tức là cái tâm thích hợp, cái tâm tương đối nhẹ nhàng, cái tâm đừng có bày vẽ nhiều quá. Và sau cùng dĩ nhiên chúng ta dùng cái thẩm thường tục hiểu với trí tuệ của mình theo từng bước một. Dù sao đi nữa thì chúng ta nên trở lại với một cái nhìn mà nhà bác học Albert Einstein có từng nói rằng ở trong suốt cuộc đời thì trong 100 lần suy nghĩ, 10 lần suy nghĩ thì có 9 lần suy nghĩ sai, thì có 1 lần suy nghĩ đúng. Con người chúng ta đôi khi mình đòi hỏi rằng mình làm cái gì cũng trơn tru, làm cái gì cũng thành công, làm cái gì nó cũng bước tiến, không phải vậy đâu. Có nhiều khi chúng ta làm việc thì mình phải chấp nhận là thất bại thì làm lại, làm sai thì làm lại, làm chưa tốt thì điều chỉnh. Còn nếu mà mình mới vô mà mình nghĩ là mọi thứ phải trơn tru, phải tốt, phải công liền thì đúng là đòi hỏi quá đáng, mình sẽ tạo áp lực chính mình nhiều lắm. Nhiều khi người Mỹ nói rằng mình phải tập cười với chính mình. Mình làm cái chuyện đó. Thí dụ như mình nấu, mình bắt chước mình, người ta dạy mình nấu ở trong YouTube mà mình nấu nó khét, nó hư, nản quá không nấu nữa, thì đó là tại vì mình nản chứ không phải tại vì nó khó. Nó hư, nó khét thì cứ cười làm lại, làm cho thuyết thành công thôi. Đơn giản như vậy. Chúng tôi rất là may mắn ở trong đời là hồi trước chúng tôi ở gần ngày Tây Sĩ. Quý vị biết là ngày dạy thắng pháp đó, nó không có thành công như bây giờ đâu. Chứ tôi phải nói rằng những người đệ tử mà ngày dạy mà học mà tôi đến nơi đến chốn đếm trên đầu ngón tay đó, nhưng ngày thất bại ngày không nản, có nhiều lúc thấy ngày tội nghiệp lắm, thưa quý vị. Ngày muốn nói điều đó lắm, không có bao nhiêu người để mà ngày nói. Ngày dịch cái bộ dịch thắng pháp ra
Dịch Kinh Tạng thì rất nhiều người hoan hỷ, nhưng dịch Thánh Pháp không có nhiều người đọc, nhưng mà Ngài vẫn dịch, vẫn làm. Và những cái gương của những người đi trước đó, thì gợi dắt cho chúng ta thấy một điều rằng ở trong cuộc sống này, sự kiên nhẫn luôn luôn nó có phần thưởng rất lớn. Và một khi mà chúng ta thấy được phần thưởng sự kiên nhẫn rồi, thì chúng ta sẽ có một thái độ thoải mái hơn để tập kiên nhẫn với chính mình, kiên nhẫn với cuộc sống, kiên nhẫn với những người chung quanh. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây. Xin Kỳ Trương Chư Tăng đã vào Room để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai thì chúng ta sẽ có giáo trình phản ngữ do Thượng tọa Thiền sư giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng công rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm.